Chào cả nhà, rất vui gặp lại cả nhà trong clip hôm nay. Đây là tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo. Chúng ta đang chuẩn bị đi vào hầm Núi Vung. Đây là điểm nhấn đặc biệt của đoạn cao tốc này. Xe đang chạy theo hướng từ Vĩnh Hảo ra Cam Lâm. Tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo đã được thông xe vào ngày 26 tháng 4 và đang chuẩn bị làm lễ khánh thành vào ngày mai, ngày 28 tháng 4. Đặc biệt là trong thời gian làm lễ từ 7 giờ sáng đến 16 giờ, hầm Núi Vung sẽ tạm đóng, có nghĩa là các phương tiện không được di chuyển trên tuyến cao tốc này. Cụ thể, xe từ Nam ra Bắc thì khi đến nút giao Vĩnh Hảo sẽ phải ra quốc lộ 1, khi đến nút giao Du Long mới được vào lại cao tốc để đi ra Cam Lâm. Chiều ngược lại, xe từ Bắc vào Nam khi đến nút giao Du Long sẽ phải ra quốc lộ 1, đi đến nút giao Vĩnh Hảo mới được vào lại cao tốc để về Phan Thiết. Dự kiến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo sẽ thu phí vào ngày 2 tháng 5 2024, tức là sau dịp lễ này. Giờ mời cả nhà cùng tham quan hầm Núi Vung, dài hơn 2,25 km, nằm ngay ranh của hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, và xem tiến độ chuẩn bị làm lễ khánh thành vào ngày mai.